Các Như Lai ứng chánh đẳng giác biết rõ như thật các hạnh nghiệp của các cảnh giới là lực thứ sáu. Các Như Lai ứng chánh đẳng giác biết rõ như thật sự an lập sai khác của tất cả tịnh lự, giải thoát, đằng trì, đằng chính, tạp nhiễm trong sạch là lực thứ bảy. Các Như Lai ứng chánh đẳng giác dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn loài người, thấy các việc thiện ác lúc sống chết của các loài hữu tình, do ba nghiệp ác nơi thân miệng ý, do các tà kiến, do hủy báng thánh hiền nên các hữu tình này đọa vào các đường ác. Nhờ các loại diệu hạnh nơi ba nghiệp thân miệng ý, nhờ các chánh kiến, nhờ các ngợi thánh hiền nên hữu tình này sanh vào các đường lành. Các ngài lại dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn loài người, thấy các sắc đẹp, sắc xấu của các hữu tình lúc sống chết và do đó lại sanh vào các đường lành, đường dữ. Như thật biết việc các hữu tình sanh vào đường lành, dữ, tùy theo thế lực của họ, đó là lực thứ 8. Các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác biết rõ như thật đối với vô số việc trong đời quá khứ của các hữu tình, biết rõ các việc làm, lời nói, tướng mạo của họ trong một đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, hoặc vô lượng đời, hoặc một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, hoặc vô lượng kiếp, đó là lực thứ 9. Các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác biết rõ như thật về các lậu tận, về tâm giải thoát vô lậu, về tuệ giải thoát vô lậu, đối với pháp giải thoát chân chánh, dứt sạch phiền não, vị ấy chứng đắc thông suốt và hoàn toàn an trụ trong đó, nhận biết như thật sự sống đã hết, không còn tham ái, việc làm đã xong, không còn luân hồi. Đó là lực thứ 10, đó là 10 lực Như Lai. Thiện hiện bốn vô sở úy là các Như Lai ứng chánh đẳng giác tự xưng: ta là bậc chánh đẳng giác, giả sử có Sa môn hoặc Bà la môn hoặc thiên ma và trời Phạm Thiên Vương hoặc thế gian khác dựa vào pháp để vấn nạn, hoặc làm cho nghĩ nhớ lại đối với pháp này Phật chẳng phải là chánh đẳng giác, thì đối với sự vấn nạn đó ta thấy rõ nó không có căn cứ. Do thấy rõ sự vấn nạn ấy là không căn cứ nên ta được an ổn, không lo sợ và tự xưng ta ở ngôi vị của Phật Thế Tôn, nên ở giữa đại chúng ta giống tiếng giống của sư tử chuyển vận bánh xe đại phạm, mà tất cả Sa môn, Bà la môn hoặc thiên ma, Phạm Thiên hoặc thế gian khác chắc chắn không có ai có thể chuyển vận như pháp ấy. Đó là vô úy thứ nhất. Hoặc các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác tự xưng: ta đã vĩnh viễn diệt sạch các phiền não, giả sử có Sa môn, Bà la môn, thiên ma, Phạm Thiên hoặc các thế giới khác, thì theo pháp vấn nạn muốn nghĩ làm cho Phật vẫn chưa vĩnh viễn dứt trừ các phiền não này, thì đối với sự vấn nạn ấy ta thấy rõ là không căn cứ. Do thấy rõ sự vấn nạn ấy là không căn cứ nên ta được an ổn, không lo sợ và tự xưng là ta ở ngôi vị Phật Thế Tôn, ở giữa đại chúng ta giống tiếng giống của sư tử vận chuyển bánh xe đại phạm, mà tất cả Sa môn, Bà la môn, thiên ma, Phạm Thiên hoặc các thế gian khác chắc chắn không có ai có thể vận chuyển đúng pháp ấy. Đó là vô úy thứ nhì. Hoặc các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác tự xưng: ta nói cho các đệ tử nghe pháp có thể ngăn cản sự nhiễm vô, giả sử có Sa môn hoặc Bà la môn hoặc thiên ma, Phạm Thiên hoặc thế gian khác, ý pháp vấn nạn hoặc làm cho suy nghĩ có sự nhiễm ô, pháp này không thể ngăn cản được, thì đối với sự vấn nạn đó ta thấy rõ nó không có căn cứ. Do thấy rõ sự vấn nạn đó là không căn cứ nên ta được an ổn, không lo sợ và tự xưng là ta ở ngôi vị Phật Thế Tôn, ở giữa đại chúng ta giống tiếng giống của sư tử vận chuyển bánh xe đại phạm, mà tất cả Sa môn, Bà la môn, thiên ma, Phạm Thiên hoặc các thế gian khác chắc chắn không có ai có thể chuyển vận đúng pháp ấy. Đó là vô úy thứ ba. Hoặc các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác tự xưng: ta nói cho các đệ tử nghe về đạo xuất ly và các bậc thánh tu tập, quyết định xuất ly chắc chắn thông đạt, dứt sạch
các khổ đến tận bờ mé. Giả sử có Sa môn hoặc Bà la môn hoặc Thiên ma Phạm thiên hoặc thế gian khác dựa vào pháp vấn nạn hoặc làm cho suy nghĩ có người nào tu theo đạo này thì chẳng phải xuất ly đúng đắn, chẳng phải thông đạt đúng đắn, chẳng hoàn toàn dứt khổ, không thể vượt hết khổ, thì ta thấy rõ sự vấn nạn ấy là không có căn cứ. Do thấy rõ sự vấn nạn ấy là không căn cứ nên ta được an ổn không lo sợ và tự xưng là ta ở ngôi vị Phật Thế Tôn. Ở giữa đại chúng ta giống tiếng giống của sư tử vận chuyển bánh xe đại phạm mà tất cả Sa môn, Bà la môn, Thiên ma Phạm thiên hoặc các thế gian khác chắc chắn không có ai có thể chuyển vận đúng pháp ấy. Đó là vô ý thứ tư, đó là bốn vô sở ý. Thiện hiện bốn vô ngại giải là nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải và biện vô ngại giải. Thiện hiện thế nào là nghĩa vô ngại giải? Đó là chỉ biết rõ nghĩa lý không bị ngưng trệ. Thế nào là pháp vô ngại giải? Đó là trí không bị ngăn ngại đối với giáo pháp. Thế nào là từ vô ngại giải? Đó là trí thông đạt về ngôn từ. Thế nào là biện vô ngại giải? Đó là trí biện bác nói năng không bị ngưng trệ. Thiện hiện 18 pháp Phật bất cộng là các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác thường không lầm lỗi, không nói giọng thô bạo, ý niệm không sai sót,